Thưa quý vị, mỗi năm ở Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và chỉ có 10% sống sót là có bình phục hoàn toàn. Vâng, và theo các bác sĩ điều trị, việc đột quỵ được tính bằng phút bởi thời gian kéo dài càng lâu thì số lượng tế bào chết càng nhiều, khả năng vận động và tư duy của cơ thể càng bị ảnh hưởng, thậm chí có thể tử vong. Vì vậy, người bị đột quỵ cần được chẩn đoán và điều trị ngay lập tức. Vâng, và mới đây thì có một cụ ông đã có tiền sử là hút thuốc 20 năm bị đột quỵ nặng và đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thần tốc cứu sống chỉ trong vòng 10 phút. Và trước đó thì các bác sĩ nhận định là cụ ông đã bị tắc động mạch từ vị trí hợp lưu cho đến đỉnh thân nền. Và đây chính là cái vị trí nguy hiểm nếu như không được can thiệp tái thông mạch máu, và chậm trễ thì di chứng để lại sẽ rất nặng nề. Bệnh nhân có thể là sống đời sống thực vật hoặc là liệt tứ chi. Theo đó, bệnh nhân 84 tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người bên phải. Thời gian từ lúc phát bệnh đến lúc nhập viện là 5 giờ 30 phút. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt ngay hệ thống cấp cứu đột quỵ. Tiến hành chụp CT não cho thấy cụ ông bị tắc động mạch từ vị trí hợp lưu đến đỉnh thân nền. Trong vòng 10 phút, các bác sĩ can thiệp nội mạch đã tái thông hoàn toàn động mạch bị tắc và hút ra được rất nhiều huyết khối. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh và đang tiếp tục điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Theo các bác sĩ chuyên khoa, thì đột quỵ thiếu máu não cục bộ chiếm khoảng 80-85%, trong đó tỷ lệ người trên 80 tuổi chiếm trên 1/3 tổng số người bệnh đột quỵ được nhận vào viện và thường nặng nề hơn. Tiên lượng hồi phục của đột quỵ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian tái thông mạch máu bị tắc và vị trí bị tắc mạch. Vì thế, điều quan trọng khi phát hiện người thân có dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, liệt hoặc yếu một bên người, nói khó hoặc không nói được, người nhà cần nhanh chóng đưa vào viện trong giờ vàng, tức là từ 0 tới 6 giờ từ khi bệnh khởi phát. Sau 6 giờ đó, nếu bệnh nhân không được tái thông các mạch lớn bị tắc trong não, sẽ có nguy cơ tử vong cao hoặc bị tàn phế nặng nề. Càng cấp cứu sớm, tỷ lệ hồi phục sẽ càng cao hơn. Để tránh bị đột quỵ, đặc biệt là ở người cao tuổi, mỗi người cần có chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa những chất kích thích, tập thể dục hàng ngày và thăm khám định kỳ 6 tháng một lần nhằm tầm soát bệnh một cách kịp thời và phát hiện sớm các dấu hiệu đột quỵ về và điều trị một cách kịp thời, cách tốt nhất để có thể hạn chế những biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra. Vâng, và chúng ta thì cũng cần lưu ý rằng khi mà đột quỵ đã xảy ra thì bệnh nhân cần được nhanh chóng đưa đến bệnh viện uy tín hoặc là các trung tâm đột quỵ để điều trị kịp thời, giảm tỷ lệ tử vong cũng như là tàn phế. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin có trong tiểu mục Cẩm nang sức khỏe, và ngay sau đây sẽ là tiểu mục Blog du lịch với phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa. Thưa quý vị, với gần 8,7 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, Đà Nẵng luôn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam, với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Thánh địa Mỹ Sơn, Chùa Linh Ứng, Bãi biển Mỹ Khê và nhiều khu vui chơi giải trí. Thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nhưng với sự chung tay của cộng đồng và những người làm du lịch trong việc góp phần giữ gìn hình ảnh, điểm đến an toàn, Đà Nẵng đã vượt lên ghi điểm trong mắt khách du lịch với tinh thần nồng nhiệt, lòng hiếu khách và cả sự tận tâm đối với những hành khách phải ở lại vì dịch bệnh, với 7 chuyến bay giải cứu được thực hiện và cả sự hỗ trợ từ bữa ăn đến giấc ngủ cho người dân. Chính vì thế mà đến nay, Đà Nẵng đã là điểm đến được các du khách lựa chọn trong hành trình tham quan và du lịch của mình. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, đoàn du khách đến từ Quảng Ngãi này vẫn chọn Đà Nẵng làm điểm tham quan du lịch đầu năm với hành trình 5 ngày. Theo chia sẻ của anh Chiên Sang, một thành viên trong đoàn, công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng rất tốt, nên anh cảm thấy rất an tâm khi đi du lịch tại đây. Tôi rất hào hứng và yên tâm khi đến đây du lịch bởi tôi thấy Đà Nẵng làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Các nơi tôi đến đều tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện rửa tay sát khuẩn. Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán, tuy lượng khách không nhộn nhịp như mọi năm, nhưng Đà Nẵng cũng đã góp khoảng 30,8 ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong bối cảnh hiện nay, thì con số này cũng cho thấy sức hút của điểm đến Đà Nẵng. Ngoài lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, thì sự chung tay của cộng đồng những người làm du lịch trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong hoạt động du lịch đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút khách. Đối với các hành trình mà anh em hướng dẫn viên cũng như các công ty du lịch thực hiện cho đoàn các đoàn du khách thì cái yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi người rất là quan trọng cái yếu tố an toàn, cho nên là tụi mình khi mà dẫn đoàn và đưa khách đến các điểm đến thì luôn nhắc nhở khách là tuân thủ tuyệt đối những cái quy định của điểm đến. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc xây dựng môi trường du lịch an toàn luôn được ngành du lịch thành phố chú trọng để thành phố bên bờ sông Hàn luôn là điểm đến đáng tin cậy cho du khách.
Trong bối cảnh hiện nay, ngành luôn triển khai chặt chẽ các quy định, yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch trong hoạt động du lịch. Song song đó, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, tập trung mạnh mẽ cho thị trường nội địa, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch nội địa, để điểm đến du lịch Đà Nẵng sớm nhộn nhịp, sinh động trở lại. Và hy vọng rằng hướng đi đầy triển vọng này của thành phố Đà Nẵng sẽ sớm lan tỏa đến các địa phương trên cả nước, đặc biệt là các trung tâm du lịch, để ngành du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới. Những loại trái cây như là chanh hay ớt thì đa phần sẽ là vị chua và cay rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì quý vị có thể tin rằng là vị chua hay là cay rồi cũng sẽ trở nên ngọt ngào nếu như mà trước khi thưởng thức chúng ta ăn một loại quả có tên là quả thần kỳ. Nhờ một protein có tác dụng là thay đổi vị giác, quả thần kỳ đã giúp cho những thực phẩm có vị chua và cay trở nên dễ ăn giống như là ăn kẹo vậy. Hãy cùng với chúng tôi khám phá loại quả độc đáo này trong mục Độc và Lạ ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều biết rằng nên ăn thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên, nếu những thực phẩm này dễ ăn, thì có lẽ chúng ta đã ăn nhiều hơn. Vì thế, thay vì ăn rau củ, chúng ta lại ăn những thứ có vị dễ ăn hơn, như đồ ăn nhanh chẳng hạn. Đây là một bữa tiệc thời thượng đặc trưng tại khu phố trung tâm Manhattan, Mỹ. Nhưng có một chút khác biệt, một bữa tiệc nếm nhanh gọn. Những thực phẩm tại đây có mặt trên khắp nước Mỹ. Đây là loại quả mọng Tây Phi, một loại quả thần kỳ, biến tất cả quả chua thành ngọt. Chỉ với một quả thần kỳ, vàng đỏ sẽ trở thành nước ép. Ôi trời, ngon hơn thật. Cạn ly. Bưởi cũng không còn chua. Rất ngọt, như phủ đường vậy. Họ gọi tôi là ông trùm quả thần kỳ. Ông Curtis Mosey có một khu vườn có 40.000 cây thần kỳ ở bang Florida. Ông hy vọng mọi người sẽ yêu thích loại quả này. Quả thần kỳ có nguồn gốc từ châu Phi, thường được tìm thấy ở Ghana và Nigeria. Nhiều người châu Phi sử dụng quả này để chữa ho, sốt rét. Nhiều phụ nữ cũng sử dụng quả này khi họ cho con bú để có nhiều sữa hơn. Quả này được đưa vào Mỹ vào năm 1952. Cách ăn quả thần kỳ hợp nhất là cho vào miệng, dùng răng và lưỡi mút phần thịt quả, đảo quanh miệng trong khoảng 1 phút rồi bỏ hạt đi. Sau đó ăn chanh cũng sẽ thấy ngọt. Trong quả thần kỳ có chứa đường và miraculin. Hợp chất miraculin thay đổi tính cảm thụ vị của các gai vị giác lưỡi. Lưỡi sẽ trở nên thích ứng và nhận định duy nhất với vị ngọt. Khi ăn loại quả này, nó khiến vị chua, cay, đắng của các loại quả hoặc thức ăn, thức uống kế tiếp trở nên ngọt hơn. Nếu ăn trái thần kỳ tươi, cảm giác ngọt kéo dài từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Kids at last will clean their plate. Barrow là một thị trấn nhỏ, không quá ồn ào và có lẽ không gây nhiều sự chú ý cho đến khi bạn để ý những vạch sang đường như thế này. Vâng, đó chính là đường biên giới quốc tế. Ở đây cũng có, và đây cũng vậy. Barrow là nơi sở hữu đường biên giới phức tạp nhất trên thế giới. Thay vì chỉ có một đường biên giới duy nhất chạy dọc, thì ở thị trấn này lại có hàng chục đường biên giới, bởi lẽ nó bao gồm tới 30 vùng đất trồng lấn, có 22 lãnh thổ của Bỉ được bao quanh bởi Hà Lan và 10 lãnh thổ Hà Lan trên phần đất của Bỉ. Đường biên giới này chạy ngang qua nhà dân, cửa hàng, quán bia, và điều đó có nghĩa là mọi hoạt động đều chia làm đôi trong một thị trấn với dân số chưa đến 10.000 người. Ví dụ hai thùng thư, một của Hà Lan và một của Bỉ, hai nhà thờ, hai công ty xe buýt, và thậm chí là phân chia hai độ tuổi được phép uống đồ uống có cồn. Tất nhiên là thị trấn có tới hai văn phòng thị chính, với đường biên giới chạy dọc phòng họp hội đồng.
Sự đặc biệt này bắt nguồn từ quá khứ, hồi cuối thế kỷ 12 khi các bá tước quý tộc xưa mua bán đất và mãi đến năm 1995 các đường biên giới mới chính thức được xác lập và tồn tại đến bây giờ. Có hai phòng hội đồng khác nhau nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ra quyết định. Đó là khi chúng tôi nói về đường xá, về đèn giao thông, về hệ thống xử lý nước thải, tất cả phải làm việc cùng nhau để xử lý. Với những ngôi nhà nơi mà đường biên giới cắt ngang qua nhà, thì bạn có thể tùy ý lựa chọn theo cách sống của hai nước. Đây là lãnh thổ của Bỉ, còn đây là Hà Lan, tồn tại trong một phòng triển lãm của tôi. Tôi chọn sống trên nước Bỉ vì công ty của tôi là doanh nghiệp Bỉ, đó là cách lựa chọn đơn giản nhất. Quán cà phê của tôi nằm trên ranh giới Hà Lan, nhưng tôi lại là người Bỉ. Điều đó có nghĩa là ngày nào tôi cũng phải vượt biên, trong khi chỉ sống cách đây có 200 mét. Chúng tôi muốn trở thành một ví dụ tiêu biểu cho những khu vực nơi gặp vấn đề về đường biên giới, vì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách tốt đẹp nếu chúng ta biết chung sống yên bình.